Thưa quý vị, gần 10 năm dù không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng cũng không ngắn đối với một đời người. Và chắc hẳn rằng sẽ có nhiều người trong số chúng ta ít nhất một lần tự nhìn lại mình đã làm được gì sau khoảng gần ấy thời gian. Mỗi người sẽ chọn cho mình một cuộc sống, một công việc để học tập, để cố gắng và để cống hiến. Nhân kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam, trong chương trình Tiểu Mục Đất và Người hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị khán giả một trong những phụ nữ đã dành gần 10 năm tuổi trẻ tận tâm với công tác Hội Phụ Nữ, đó là chị Trương Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Phước Long. Là một trong những cán bộ nữ trẻ được đào tạo bài bản và kinh qua nhiều vị trí công tác, năm 2015, chị Trương Thanh Xuân được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ huyện Phước Long. Trên cương vị mới, nhiệm vụ mới, chị Trương Thanh Xuân không ngừng học tập, nghiên cứu, đặc biệt là tạo sự đoàn kết trong tổ chức. Nhờ đó đã giúp cho công tác hội phụ nữ địa phương ngày càng phát triển về chất và lượng. Tôi cũng chăn trở rồi suy nghĩ, rồi luôn là học hỏi và tìm tòi những cái công trình phần việc cũng như là những cái mô hình, những cái giải pháp tốt nhất để làm sao mà thu hút được quần chúng phụ nữ đến với tổ chức hội ngày một đông hơn, mạnh hơn. Bên cạnh đó thì bản thân tôi thì cũng phối hợp cùng với tập thể lãnh đạo hội phụ nữ huyện để mà xây dựng kế hoạch thực hiện các cái công trình phần việc. Đó thì qua đó thì được các chị rất là ủng hộ, rồi từ đó thì các chị đồng hành, rồi đồng thuận để mà thực hiện các phong trào, góp phần cùng với đảng bộ huyện là thực hiện tốt cái xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Trong quá trình công tác, chị Trương Thanh Xuân đã lãnh đạo chỉ đạo và phối hợp cùng với tập thể hội từ huyện đến cơ sở xã, thị trấn, các đơn vị ngành huyện trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện và phát động thực hiện đạt hiệu quả cao các phong trào thi đua của hội. Đặc biệt, chị đã đề ra sáng kiến và cách làm mới về xây dựng mô hình đồng hành cùng phụ nữ khó khăn, hỗ trợ trao phương tiện sinh kế, giúp cho hội viên phụ nữ khởi nghiệp nhằm thu hút tập hợp phụ nữ đến với tổ chức hội ngày càng đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Chị Trương Thanh Xuân thì với vai trò là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thì nói chung là luôn là tạo điều kiện cho chị em cấp dưới hoàn thành các cái nhiệm vụ như hỗ trợ các cái nghiệp vụ nè, rồi hướng dẫn hầu như là với các cái phong trào. Và chị Xuân cũng rất gần gũi, thường xuyên là xuống, có khi là họp chi tổ hội, thậm chí với ấp á là chị Xuân cũng sắp xếp để xuống tham dự. Những cái gì khó khăn thì nhờ chị Xuân đều giúp hết, là vận động mạnh thường quân rồi các cái không thôi, hoặc bỏ cái tiền nhà để rồi giúp đỡ những cái hội viên nghèo, hội viên khó khăn đó. Trong thời gian công tác cũng như là tham gia công tác hội thì đối với đồng chí Xuân thì hỗ trợ rất là nhiều cho cơ sở, thì cũng rất là nhiều kỷ niệm, đặc biệt là cái kỷ niệm trong cái đợt dịch Covid thì chị cũng luôn đồng hành và hỗ trợ hội, là cũng như là hỗ trợ cho các hội viên của mình giải cứu rau cần, rau má giúp cho bà con. Bằng sự nhiệt huyết, tận tụy với công tác hội phụ nữ và hơn hết là sự gần gũi, chân tình và sẻ chia, chị Trương Thanh Xuân đã để lại dấu ấn tốt đẹp về một nữ lãnh đạo trong lòng của chị em phụ nữ các cấp. Sau gần 10 năm công tác, chị Trương Thanh Xuân đã nhận được sự tín nhiệm cao trong tổ chức hội phụ nữ và của lãnh đạo địa phương. Chị đã được nhận nhiều bằng khen, giấy khen và danh hiệu thi đua. Đặc biệt là vừa qua, chị Trương Thanh Xuân đã vinh dự được nhận bằng khen là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024 do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng. Đây không chỉ là vinh dự đối với cá nhân mà còn cả tập thể phụ nữ địa phương nói chung. Những phụ nữ như chị Trương Thanh Xuân đã và đang góp phần mang đến cho cuộc đời những mùa xuân rực rỡ.